Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, là trong rất nhiều những tác phẩm văn học và điện ảnh, mỗi khi mà kết thúc một phiên tòa xử án thì những tội nhân đều được ký vào trong bản án, ngoài ra còn được ấn tay. Bên cạnh đó thì việc ấn chỉ tay còn được sử dụng nhiều trong các hoạt động vay mượn, thuê mướn từ thời rất xa xưa. Cho đến tận bây giờ thì rất nhiều người phải thừa nhận rằng việc dùng ấn chỉ tay là một kết tinh trí tuệ của người Trung Quốc cổ đại, và Trung Quốc được thừa nhận là nơi đầu tiên sử dụng vân tay trên thế giới. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi đi tìm hiểu về câu chuyện này. Trung Quốc được công nhận là nơi đầu tiên trên thế giới sử dụng vân tay để xác nhận những giao dịch trong cuộc sống. Những mẫu hoa văn hình dạng vân tay đã được tìm thấy để trang trí trên các cổ vật như là đồ gốm. Từ cuối thời đại nhà Tần đầu thời đại nhà Hán, tức là khoảng năm 221 trước công nguyên đến năm 25 sau công nguyên, thì người Hán đã đóng được những chiếc hộp bằng đất nung để đựng đồ. Và khi thời đại đó khi chưa có giấy thì văn bản được viết lên những thanh tre khô hoặc là thanh trúc. Khi mà chúng được đưa vào hộp hoặc là ống làm từ đất nung để gửi đi, thì việc in dấu tay lên những chiếc hộp từ đất nung là một cách để đảm bảo rằng không ai mở hay là xâm phạm thư tín của người khác. Và dấu tay cũng được in lên trong văn tự để đảm bảo rằng đó là văn tự thực sự của người viết chứ không phải là giả mạo. Theo các nhà sử học, nhà khảo cổ, thì việc dùng vân tay để phục vụ cho điều tra phá án đã được ứng dụng từ cách đây 2.500 năm trước vào thời Chiến Quốc. Bằng chứng là bộ sách Vân Mộng Trúc Gian được viết trong khoảng thời gian từ năm 251 đến 221 trước công nguyên, tức là từ trước khi Tần Thủy Hoàng thống nhất Trung Hoa. Trong tập sách này cũng có một phần mang tên là Phong Trần Thức Huyệt Đạo, tức là cách điều tra trộm cắp qua việc sử dụng dấu vân tay. Trong phần này nhấn mạnh đến các yếu tố vết đầu gối để lại, dấu vân tay, dấu kích thước bàn tay để hòng tìm ra thủ phạm, cho thấy người Trung Quốc cổ đại đã biết ứng dụng việc dựa vào dấu tay để phục vụ cho các vụ án. Đã có vụ án cụ thể ghi lại việc dùng vân tay để làm căn cứ phá án. Từ sau thời nhà Tần thì việc dựa vào dấu vân tay để phá án không phải là hiếm ở Trung Quốc. Trong sách Tống Sử Nguyên Giáng Truyện ghi lại những sự việc của quan đại thần Nguyên Giáng nổi tiếng thời nhà Tống đã thuật lại một vụ án lừa đảo cụ thể mà nhờ dùng vân tay có thể tìm ra chân tướng. Cụ thể là vào thời hoàng đế Tống Nhân Tông ở huyện Vĩnh Tân, tỉnh Giang Tô đã xảy ra một vụ án như sau. Có một người tên là Châu Trịnh cùng em ruột là một cường hào tên là Long Duật đánh bạc. Châu Trịnh đã thu hết số tiền mà mình có, sau đó thì vay tiền của Long Duật để gỡ gạc lại, với cam đoan là sẽ thế chấp 15 mẫu ruộng mà mẹ Châu Trịnh đang có. Long Duật không tin cho nên chưa cho vay, mà yêu cầu Châu Trịnh phải về ghi giấy vay nợ, thế chấp 15 mẫu ruộng và văn tự phải có điểm chỉ của mẹ Châu Trịnh. Châu Trịnh biết rằng mẹ của anh ta không đời nào mà chịu điểm chỉ vào văn tự, dùng 15 mẫu ruộng duy nhất của gia đình để thế chấp cho anh ta vay tiền, cho nên đã nghĩ ra một cách khác. Anh ta tìm một văn tự đã có dấu điểm chỉ của mẹ mình, sau đó dùng bột làm giấy xóa hết chữ viết, chỉ để lại dấu vân tay điểm chỉ. Rồi anh ta viết giấy nợ như cam kết với Long Duật, có ngày tháng rõ ràng và quan trọng nhất là đã có dấu tay của mẹ anh ta. Sau đó thì Châu Trịnh vay được tiền và lại đánh bạc thua hết. Long Duật đến hạn đòi nợ đã đến nhà của Châu Trịnh để yêu cầu mẹ của Châu Trịnh giao đất, nhưng bà ấy đã không giao. Cuối cùng thì Long Duật kiện ra quan huyện, dựa vào văn tự có sẵn và dấu điểm chỉ đã xác định đây đúng là dấu tay của bà mẹ. Quan huyện lúc ấy đã xử mẹ Châu Trịnh phải giao đất lại cho Long Duật như đã giao kết. Nhưng mà sau đó thì người mẹ tiếp tục kiên trì thưa kiện để đòi lại đất. Lúc này Nguyên Giáng mới được bổ nhiệm làm tri huyện Vĩnh Tân, đích thân của ông đã xét xử vụ án này. Sau khi xem xét văn tự, ông kết luận nó hoàn toàn vô giá trị. Đây là một văn tự giả mạo, không phải do bà mẹ của Châu Trịnh điểm chỉ xác nhận. Cường hào Long Duật hỏi tại sao lại như vậy thì Nguyên Giáng giải thích, dựa vào dấu điểm chỉ thì cho thấy nó được điểm chỉ trước cả ngày soạn văn tự.
Cụ thể là viết điểm chỉ mờ hơn và nằm ở phía dưới, bị chữ viết đè lên, nếu quan sát không kỹ thì khó có thể phát hiện. Như vậy là viết điểm chỉ này có trước khi văn tự được soạn. Bình thường phải viết xong xuôi nội dung mới có thể điểm chỉ. Đằng này lại điểm chỉ trước mới viết, như vậy là không khách quan. Đương nhiên là văn tự không có hiệu lực và nguyên dáng tuyên phạt Châu Trình lẫn Long Duật, yêu cầu trả lại 15 mẫu ruộng cho mẹ của Châu Trình. Mùa hè năm 1892, ở một thị trấn nhỏ có tên là Nai Khư Chia ở Akhangen đã xảy ra một vụ giết người cực kỳ tàn ác. Một người đàn bà không có chồng có tên là Francisca đến báo cảnh sát rằng hai đứa con của chị ta, đứa trai 6 tuổi và đứa gái 4 tuổi, đã bị kẻ nào đó dùng đá đập vỡ đầu cho đến chết. Theo lời khai của Francisca thì có một người đàn ông trong thị trấn tên là Valeke có lần đã hỏi cưới chị nhưng bị cự tuyệt. Người này đã đe dọa sẽ giết hai đứa con của chị. Và hôm xảy ra án mạng, khi đi về nhà, Francisca đã thấy Valeke đang vội vã đi từ trong nhà của mình ra. Valeke đã lập tức bị cảnh sát bắt giữ, nhưng mà anh ta dứt khoát không thừa nhận đã phạm tội và còn có bằng chứng đáng tin cậy xác nhận rằng lúc mà sự việc xảy ra đã không có mặt trên hiện trường. Viên cảnh sát trưởng đồn Lapulatha của Afaklay cùng với một cảnh sát viên khác là Ao Chitisi đã xem xét lại hiện trường. Họ kiểm tra kỹ căn phòng xảy ra án mạng nhưng mà không tìm thấy một đầu mối nào cả. Chính lúc mà hai người thất vọng định ra về thì cảnh sát trưởng nhìn trong dải nắng chiếu trên khung cửa phòng có một vết máu màu nâu in hình một ngón tay. Khi đó Afaklay và Ao Chitisi đang cùng tìm hiểu sự khác nhau của các vết ngón tay người. Họ cưa lấy miếng gỗ in dấu ngón tay bằng máu mang về. Qua nghiên cứu thì họ phát hiện thấy đây là một vết ngón tay cái của con người. Cảnh sát trưởng đã lấy vết ngón tay cái của nghi phạm là Valeke để so sánh. Thế nhưng mà không đúng. Sau đó ông ta lại gọi Francisca đến để kiểm tra. Thì đã xảy ra một điều hết sức không ngờ là vết ngón tay cái của Francisca lại hoàn toàn khớp với vết máu đọng trên khung cửa. Francisca hết sức hoảng loạn đành thừa nhận do muốn kết hôn với người tình, mà người tình lại thấy hai đứa trẻ này đáng ghét, cho nên đã nảy ra ác tâm tự tay giết hai đứa con chính mình đẻ ra. Vụ án đã cổ vũ Ao Chitisi. Ông đem các kết quả nghiên cứu của mình viết luôn thành cuốn môn học nghiên cứu các vết ngón tay để xuất bản. Còn cảnh sát Akhangen thì cũng bắt đầu chính thức dùng vết ngón tay để giám định và phân biệt thân nhân nhằm mục đích phá án. Về sau thì phương pháp này được cảnh sát khắp nơi trên thế giới áp dụng một cách phổ biến. Ngành nghiên cứu dấu vân tay cũng phát triển hơn. Người ta nhận thấy rằng dấu vân tay của mọi người không giống nhau. Hiện nay cảnh sát nhiều quốc gia đã lưu trữ dấu vân tay của một số tội phạm trong mạng điện tử. Khi điều tra phá án chỉ cần đem những vết ngón tay lấy được trên hiện trường để so sánh với các vết ngón tay lưu trữ từ trước thì có thể xác định có phải là kẻ có tội nào đã tái phạm hay không. Thưa quý vị, vén màn bí ẩn kỳ số này của chúng tôi đến đây là kết thúc. Xin được cảm ơn sự chú ý đón xem của quý vị. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại.